tiếp theo một em nữa chuẩn bị về với chủ nha. Máy này là mình làm cho khách nha cả nhà, chứ mình không có bán nha. Rồi có nhiều anh em hỏi mình là làm full như gì, mấy cái máy mà mình đăng lên á, hỏi làm full như gì là bao nhiêu tiền, mình không có báo giá được. Anh em biết mình làm trong đây là làm cái gì, hỏi mình là bao nhiêu tiền thì sao báo. Chẳng hạn như cái máy này nè, là chỉ lấy lại lốc số, lấy lại lốc số, còn với bộ nồi còn bao nhiêu là thay full mới hết, thay đồ anh pha, thì cái máy này làm chung như vậy là 10 triệu của cả nhà, 10 triệu. Còn có nhiều anh em hỏi mình á, làm mấy cái máy mình đăng lên á là mình không có báo được, tại vì á mình làm đồ nhiều, thay đồ nhiều hay thay đồ ít nữa, để mình nhiều khi mình báo có giá nó cao quá thì có nhiều anh em á vô nói là mắc rẻ này kia. Anh em muốn làm thì xác định làm thì gửi cho phố muốn làm, xong rồi tính tiền, chứ còn chưa làm sao biết được báo giá nha. Rồi thì cũng xong một cái máy nữa, thì phố chuẩn bị đóng thùng gửi về cho anh chủ cả nhà theo dõi phố, để theo dõi những cái máy và những con xe và những cái món đồ của phố làm, để mình tiếp thu kiến thức chút đỉnh này kia cho mình nghe mọi người. Video mình xem không tốn tiền, có thể mình mở mang được cái tầm nhìn của mình ra thêm nữa nha.